Sáng nay, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Đinh Trung Phụng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các hội đoàn thể của tỉnh và 95 hội viên tiêu biểu. Đại hội đã nhận được lãng hoa chúc mừng của đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Nhiệm kỳ qua, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần cùng với các ủy đảng, chính quyền và nhân dân thực hiện ngày càng tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình liệt sĩ. Theo đó, đã tiếp nhận gần 3.150 thông tin về liệt sĩ quê hương Ninh Bình, tổ chức rà soát sàng lọc thông báo trên 1.850 đối tượng, hỗ trợ 38 gia đình đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê nhà, tư vấn pháp lý cho gần 100 gia đình có nguyện vọng đi tìm hài cốt liệt sĩ, phối hợp hướng dẫn 25 gia đình làm thủ tục đề nghị xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN. Từ nguồn xã hội hóa, 5 năm qua, hội đã tổ chức chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà tri ân, sửa chữa xây mới nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, cấp học bổng cho học sinh, con em gia đình chính sách nghèo vượt khó, tổ chức thắp nến tri ân, lễ cầu siêu nhằm tri ân liệt sĩ. Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Trung ương hội đã ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị nhiệm kỳ tới hội cần tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức về tri ân liệt sĩ và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thu thập xử lý và cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thông qua các tổ chức cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng, tư vấn xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng giám định ADN. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc đã tặng hoa chúc mừng đại hội. Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban chấp hành hội, đồng chí Phạm Quang Hiệu tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Ninh Bình khóa 3. Tại đại hội, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bảng vàng danh dự và bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ và thân nhân người có công với cách mạng. Hội đã trao tặng 40 suất quà cho gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, học sinh là con gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1.400.000 đồng.